请不要灰心，你也会有人妒忌。你仰望到太高，贬低的只有自己。别当失太多，旅游有太多胜地。你记住你发肤，会与你庆祝传奇。啦啦啦，慰藉自己，开心的东西要专心记起。啦啦啦，爱护自己是地上拾到的真理。写这高贵情书，用千字作我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，它不可以靠，归家也不必寄语。我要给我写这高贵情书，用千字作我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？凭着我这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，没有他依靠，归家也不必别语。Cô ơi, dạ. Làm ơn cho xem cái đồng hồ này. Dạ được, cảm ơn. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Để tôi xem kiểu khác nha. Dạ được. Cảm ơn. Thông báo nhà hàng chúng tôi hiện đang dọn đến số 65 đường Y Lợi Cẩn, làm phiền quý khách. Hello, tôi là Khánh Gia đây. Bây giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn. Có gì xin hãy nhắn lại sau khi nghe tiếng tôi. Rose, nhà hàng đã dọn đến địa chỉ mới. Anh chờ em ở địa chỉ mới nha. Lát nữa gặp. Bye bye. Rose, em ở đâu vậy? Em có nhận được lời nhắn của anh không? Bây giờ anh đang ở nhà hàng không thể nhận được điện thoại di động. Em có chuyện gì, có thể gọi tới nhà hàng tìm anh. Không biết họ lái xe kiểu gì nữa. Phải đó, đường nhỏ ra đường lớn như phải nhường đường chứ. Nè, anh đoán chắc ngày mai không trùng hợp, gặp phải người ta sửa đường. Ô, gặp phải người ta xới ẩu chứ. Trời vậy rắc rối. Trời ơi, đầu xe của anh đụng vào đuôi xe tôi mà. Đền tiền đi, anh nhìn tôi chạy hết trơn rồi nè. Trời đất. Xin hỏi, hả? Có đụng trúng ai không vậy? Không, quẹt trúng chuyện nhỏ thôi mà. Đi cục vậy, anh đền tiền tôi có phải chứ. Đền tiền thì có. Chúc muốn gì được đó, chúc muốn gì được đó. Cảm ơn, chúc cô muốn gì được đó. Chúc muốn gì được đó, chúc muốn gì được đó. Muốn gì được đó.
Rose. Nè em đi đâu vậy? Là mà lo muốn chết rồi. Ha, câu này em hỏi anh mới đúng đó. Anh có nhắn lại cho em rất nhiều lần, mà em không có coi sao? Làm gì mà có tin nhắn chứ, anh nhìn đi. Gì cục vậy? Em biết sử dụng không? Nè khoan đã. Ê chết rồi, đây không phải là điện thoại của em. Thôi, vậy cũng được sao? À. Vậy mà còn cười được nữa. Tới đây thật là xui quá đi, xui ghê vậy đó. Cũng không phải đâu. Ở hiền gặp lành, muốn gì được nấy. Phải rồi, muốn gì được nấy. Sao ạ? Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Làm vợ anh nghe. Anh nói gì vậy? Làm vợ anh đi. Nè, làm vợ của anh hả? Hình như là em mới nắm tay lần đầu tiên thôi mà. Dạo này ngày nào anh cũng chuẩn bị cho cuộc hôn lễ. Anh chỉ nghĩ và rất hy vọng cô dâu đó chính là em. Em biết rồi. Anh thông báo với tất cả mọi người, nói anh sẽ đám cưới. Nhưng bây giờ không có cô dâu, anh muốn em thay thế chứ gì. Nè em biết là anh không phải mà. Anh không phải là hạng người thích đùa giỡn trong tình yêu. Anh thật lòng. Chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Làm vợ anh đi. Hình như tối nay em ra đây chỉ muốn ăn một bữa cơm và lấy lại cái chụp đèn thôi. Không cần lấy cái chụp đèn nữa đâu. Cái đèn thuộc về căn nhà trên sân thượng. Anh đã theo cách nghĩ và ý của em, trang trí lại sân thượng từ đầu. Bây giờ chỉ chờ nữ chủ nhân. Rose, mình đám cưới nha. Vậy tức là sao? Em thể hiện chút đi. Anh đang coi cuốn tạp chí giới thiệu làm sao tổ chức một lễ cưới rất thích hợp cho Khánh Gia và Thành Kim coi. Ừ. Hôn lễ của Khánh Gia mà anh lo lắng như vậy, em cảm thấy anh có chút thiên vị đó. Đúng là rất thiên vị. Đến giờ anh vẫn cảm thấy Khánh Hân không nên đám cưới sớm quá. Anh sắp sửa ẩm cháo rồi mà còn nói là không nên. Sao hả? Ăn cơm trước hay là đi mua quà đám cưới trước? Philip, anh bị gì vậy? Không, bao tử của anh hơi đau. Sao lại như vậy? Không có gì. Vậy đi bác sĩ trước đi. Đi mua quà trước đi. Không được, khiếu nại. Ông Tôn, huyết áp của ông cao hơn lần trước rất nhiều. Tôi nghi ngờ ông không đơn giản chỉ là bệnh bao tử. Bây giờ tôi viết giấy cho ông vào bệnh viện để kiểm tra tường tận và toàn diện, đặc biệt là tim mạch. Anh có bị bệnh tim sao? Tại sao lại như vậy? Tình trạng của ông tôi đã gặp không ít. Muốn chắc chắn, tốt hơn ông hãy vào bệnh viện kiểm tra kỹ, đừng chậm trễ. Buổi chiều có một cuộc họp. Đừng có lo nữa, bây giờ em đưa anh vào bệnh viện ngay. Nè ông Tôn à, căn cứ theo kết quả của điện tâm đồ, quả thật tim của ông có vấn đề. Bây giờ lập tức sắp xếp để cho ông chụp hình tim mạch. Nếu như phát hiện có nghẹt ống dẫn máu, sẽ lập tức giải phẫu để nối giãn ống dẫn máu ngay. Phải lập tức giải phẫu sao? Phải rồi, nhưng mà ông yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp một vị bác sĩ rất có kinh nghiệm về tim mạch giải phẫu cho ông. Anh đừng có sợ, cứ coi như là ngủ một giấc, ngủ dậy là không sao rồi. Anh sợ giống như em vậy, ngủ rồi không biết tỉnh dậy. Em nói anh không có đâu. Tại sao? Vì anh rất sợ ngủ giường lạ. Chắc chắn anh sẽ tỉnh lại. Thật ra không phải đâu, bác sĩ nói anh không hoàn toàn phải hôn mê. Anh chỉ hôn mê một nửa thôi. Mọi người không cần phải lo lắng. Học Kỳ. Ba. Thật ra tại sao Học Kỳ lại phải mổ chứ? Má, con sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng Thắng Nam này rất cứng cỏi. Con là con của má, con không được làm má mất mà. Ừ. Ba sẽ việc quá. Ba còn phải chứng kiến cho ngoại chào đời. Ba nhất định không thể có chuyện gì đâu ba. Nhất định ba không có chuyện gì. Ba, chắc chắn ba sẽ không có chuyện gì. Ừ.
Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ. Ủa, Susan đâu? Lúc con tới, dì đang điện thoại ở trong công ty, dì sẽ tới ngay bây giờ. Không biết nó làm cái gì nữa. Xin lỗi tất cả các dì, bệnh nhân phải vào phòng mổ rồi. Susan, Philip sao rồi? Anh vừa mới vào phòng mổ, ca mổ của anh cũng độ khoảng chừng tiếng mấy, chắc là không có gì đâu, yên tâm đi. Susan, tại sao cô tới đây? Cô để quên điện thoại, chúng tôi không thể liên lạc với cô. Các cổ đông của công ty tới đông đủ rồi, đang chờ cô về họp đó. Cô nói gì? Bây giờ còn phải về công ty hả? Dạ phải, công ty có một cuộc họp đang chờ con về họp. Có phải con không? Bây giờ chồng con còn đang nằm trong phòng mổ, con không kịp tới gặp mặt nó, bây giờ con đòi về nữa. Má, con xin lỗi, nhưng cuộc họp này thật sự rất quan trọng, con không thể không về dự. Con hứa với má, con sẽ cố gắng quay lại ngay. Má không tin cuộc họp không có con là không được. Má, để Susan đi đi, ở đây có rất nhiều người ủng hộ Philip, chắc ảnh không có gì đâu. Má không biết nữa. Chị hãy giúp em coi chừng Philip. Cảm ơn chị. Được rồi. Cảm ơn, đi nha. Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Mọi người có thể yên tâm, ca mổ rất thành công. Nhưng lát nữa khi gặp bệnh nhân, đừng là bệnh nhân cử động vì vết thương còn chưa bình phục. Nếu đụng trúng chảy máu không ngừng sẽ phiền phức. Bệnh nhân còn rất mệt, tôi có chích một mũi cho ông ấy. Ông ấy cần ngủ một lát, hay là mọi người hãy chờ đợi ngoài phòng bệnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Khánh già, dạ. Mà gọi điện thoại cho Susan nói cho cô biết Philip không có sao, để cô khỏi lo lắng. Susan, sao rồi? Má, Philip sao rồi? Chắc là không có gì đâu. Bây giờ mọi người đang chờ anh tỉnh lại. Hay là chúng ta đi ăn chút gì đi, rồi ta phiên nhau canh chừng ông Tôn. Phải đó, đã trễ lắm rồi. Mọi người đi trước đi. Tôi cũng muốn ở lại đây. Vậy chúng ta mua lên cho hai người ăn. Cũng được. Ừ. Đi thôi, đi chung nha. Má, má có mình ăn chút gì đi. Má, uống miếng nước cũng được mà. Cũng được. Học Kỳ tỉnh lại, hãy con báo cho má biết ngay nha. Ừ. Em sẽ qua nghe điện thoại. Ừ. Philip, Philip, anh tỉnh rồi hả? Trời ơi, anh đừng có cử động, sẽ động đến vết mổ đó. Em nói rất đúng. Anh ngủ không quen giường lạ. Anh muốn bây giờ về nhà ngay. Anh muốn nhanh chóng về nhà. Anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có cử động nha. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Ngày mai tôi sẽ về công ty xử lý. Vậy đi, bye bye. Ủa má, không phải má xuống dưới ăn uống sao? Trong lòng lo lắng làm sao mà nuốt vô, nên má phải quay trở lên. Bộ công việc của con thật sự bận rộn như vậy sao? Philip tỉnh rồi. Vậy thật sao? Dạ, dạ phải. Trời ơi. Philip. Ủa, Hậu Tuyết, con làm gì vậy? Dạ, con nghĩ ảnh mà không bắt tiểu thì ảnh không có mau tỉnh lại như vậy đâu. Cảm ơn chị. Không có gì. Anh muốn ngồi dậy. Để em đỡ anh. Nè 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 nè, dừng tay lại. Con không được tùy tiện di chuyển nó. Trời ơi, lúc bác sĩ ở đây nói chuyện thì không có con. Bác sĩ căn dặn rồi, bây giờ tuyệt đối không có được để nó cử động. Nếu để nó cử động vết mổ chảy máu thì lớn chuyện đó. Má, con không sao đâu. Má là nó kịp nên mới không có sao thôi. Má, không cần lo lắng quá.
Chúng ta hãy xuống căng tin nói cho mọi người biết đi. Đi. Nè, đừng tùy tiện đụng vào nó nha. Dạ con biết rồi. Em đừng trách má. Làm cho em phải lo lắng cho anh. Bây giờ huy động vốn thành công là lúc phải làm việc. Chuyện chúng ta định mở công ty chi nhánh ở Thượng Hải. Trong số những người có mặt ở đây sẽ tuyển chọn một người phải đi Thượng Hải công tác dài hạn. Rose, trong đó không có con. Nè bác Kiệt à, tuy con sắp sửa đám cưới, nhưng mà tuyệt đối không có vấn đề. Nè, bác sợ người chồng bác sĩ của con không tha bác chích thuốc độc vào người bác. Chọc người ta không à. Nói trời thôi. Tôi nói vậy là hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Tôi cũng cần có thời gian sắp xếp nhân lực. Mai mốt hẳn quyết định đi. Vậy được. Nè, đói bụng rồi đó. Cùng đi ăn trưa. Vừa ăn vừa bàn có chịu không? Được, đi thôi. Đêm làm luôn chút công việc. Được. Lập tức. Dạ. Gọi điện thoại cho Thiên Doanh à? Dạ phải. Đúng ra con có hẹn ăn trưa với cổ. Để con gọi điện thoại. Nè. Không cần đâu. Nè, nó tới rồi kìa. Chào bác Đường. Thiên Doanh, sao em lại tới đây? Bác Đường biết em quay với một đầu bếp nấu món Thái rất nổi tiếng. Bác ấy muốn em giới thiệu tới đó ăn. Đúng rồi, bác thích ăn lắm. Con vẫn chưa hiểu ý. Hôm qua em gặp bác trai ở ngoài đường. Hey, đừng nói nhiều nữa. Tóm lại là duyên phận. Sư phụ à, hồi ra bữa cơm này có ý nghĩa lắm đó. Con chúc mừng sư phụ, Danh Kiệt thu gom vốn thành công, có thể tiến quân qua Thượng Hải. Nè, nhờ có vợ cậu thôi. Sư phụ thay lại nữa rồi. Thật ra điều sư phụ muốn nhìn thấy nhất là hai vợ chồng cậu song kiếm hợp bích, cùng nhau giúp tôi gây dựng giang sơn. Có Alan và Lập Tính giúp thầy, đủ rồi sư phụ à. Alan và Lập Tính quả thật đã cố gắng rất nhiều, nhưng về mặt tư chất rất khó có thể lên thêm một bậc. Tôi thật sự già rồi. Philip à, tôi rất muốn giao hết cho cậu quản lý. Nhưng mà em đã có công ty của riêng em, hơn nữa còn đang chuẩn bị vào thị trường chứng khoán. Với khả năng của cậu, lo hết hai bên cũng đâu có khó lắm đâu. Hay là chờ sau khi em xuất viện sẽ bàn tường tận với sư phụ. Được, hãy suy nghĩ kỹ. Để con mở. Susan, ý, ông Đường cũng ở đây à? Chào cô. Dạ chào chào. Philip à, con gái của chúng ta nó sắp sanh rồi đó. Bây giờ nó đã vào phòng sanh rồi. Để đi coi. Nè, giúp mẫu của anh đó. Sao? Cẩn thận, cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Ok. Cẩn thận. Ok. Chúc mừng ông, giờ có ông sanh rồi, mẹ tròn con vuông. Quá. Sanh rồi. Sanh rồi, sanh rồi. Chúc mừng má nha. Lần đầu tiên con được làm cha. Chúc mừng con, tại rồi. Nhìn mấy đứa bé có cảm giác hy vọng tràn trề. Anh thì nhìn thấy mấy đứa bé cảm thấy mình già đi. Làm gì vậy? Hình như anh đã thông suốt mọi điều rồi hả? Ê, chết đi sống lại còn không thông suốt sao? Nhưng mà em chưa thông suốt đâu. Em thông suốt nhất nên em là người vui vẻ nhất. Em cũng chẳng hiểu anh nói gì. Tóm lại bây giờ đối với anh quan trọng nhất chính là sức khỏe. Ngoài ra còn anh rất trân trọng lúc ở bên cạnh gia đình. Em nghĩ sẽ còn một người về sự thay đổi của anh mà cảm thấy càng hạnh phúc hơn. Là ai vậy? Dĩ nhiên là vợ của anh Susan rồi. Phải rồi. Coi ra anh không suy nghĩ lời đề nghị của sư phụ rồi. Anh không muốn trở về lại làm cho thầy thất vọng. Anh không muốn sự nghiệp của anh có một đỉnh cao khác sao? Anh đã trải qua nhiều sóng gió. Chẳng hạn sau khi té rồi đứng lên lại rất hồi hộp, cũng có cảm giác mãn nguyện rất lớn. Nhưng trải qua cơn bệnh lần này, anh có cách nhìn khác. Anh biết sinh mạng con người rất mỏng manh. Anh cũng biết cuộc sống không phải chỉ có làm việc, còn rất nhiều niềm vui khác. Anh muốn học cách hưởng thụ cuộc sống và rất muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Em đừng có cười, thật ra không dễ dàng làm được đâu. Cũng đúng. Hai người dự định quản lại kế hoạch gia nhập thị trường chứng khoán à? Phải rồi. Chờ khi Philip khỏe hẳn rồi sẽ tính.
Nhưng chuyện gia nhập thị trường chứng khoán không phải muốn lúc nào cũng được. Nếu như không nắm lấy cơ hội này, phải chờ Philip khỏe hẳn mới thực hiện. Lúc đó chưa chắc thành công đâu. Nếu thực sự như vậy cũng đành chịu thôi. Chị không có lòng tin với bản thân à? Nói thật nha, bản thân chị vẫn chưa đủ khả năng. Nhưng chị cảm thấy điểm quan trọng của vấn đề không phải là có gia nhập được vào thị trường chứng khoán không. Nếu bây giờ miễn cưỡng thực hiện không phải là không được. Nhưng chị nghĩ Philip sẽ dồn hết công sức để thực hiện. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ảnh. Đến kỹ lại, làm vậy không xứng đáng. Thì ra, cách nghĩ của em và hai người thật sự khác nhau. Có phải là em muốn nói điều gì không? Mai mốt, công ty sẽ phái em qua Thượng Hải một thời gian rất dài. Cho nên, em sẽ không có ở Hồng Kông, không chăm sóc được cho Philip. Em nhất định phải đi sao? Em lên đây cũng chỉ muốn nghe ý kiến của chị thôi. Nếu như có thể, dĩ nhiên là em đừng đi rồi. Trong giờ phút này, Philip rất cần em chăm sóc cho ảnh. Chị cũng không tán thành em đi à? Em phải hiểu chứ. Bên nào quan trọng hơn, bên nào có thể bỏ mà. Em nghĩ em nên biết làm gì rồi. Vậy đi, em không làm phiền chị lâu quá. Chị tiễn em. Không cần đâu, em tự dậy được rồi. Bye bye. Bye bye. Nè, uống canh đi. À, canh bổ phải không? Ừ. Trước đây anh rất sợ canh này. Có lẽ bây giờ sau khi bệnh rồi, cách nhìn đã khác trước. Có chừng nóng. Đúng là hơi nóng. Để ngồi một lát đi. Ừ. Philip à, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Em sợ sẽ làm anh hốt hoảng. Điều anh sợ nhất trong cuộc đời chính là lần trước khi vào phòng mổ. Anh nghĩ không có điều gì khác có thể làm anh hốt hoảng. Em xin lỗi. Khi anh vào phòng mổ, em không kịp tới. Khờ quá. Thật ra em có thể tới kịp. Nhưng mà em cương quyết phải nói xong cú điện thoại với cổ đông rồi mới tới. Cho nên tới không kịp. Em tới kịp thì sao chứ? Em đâu thể vào phòng mổ để giải phẫu cho anh, phải không? Em muốn hỏi anh, trong giây phút đó anh có muốn nhìn thấy em không? Muốn lắm. Anh không trách em. Không thể cho là em tới trễ là đúng. Thực ra chuyện anh nhập viện làm cho em hiểu rất rõ thì ra điều em coi trọng là sự nghiệp. Nhiều hơn những chuyện khác. Bao gồm anh. Công ty của em vừa phải thu thập vốn, vừa phải mở cuộc họp của cổ đông. Không phải đâu. Thực ra anh cũng hiểu rất rõ bản thân anh cần gì. Bắt đầu từ lúc anh từ chối lời đề nghị của sư phụ, em đã biết chúng ta sẽ là người của hai thế giới. Không phải anh định về hưu không làm việc nữa. Anh chỉ muốn sắp xếp lại từ đầu thời gian làm việc và nghỉ ngơi thôi. Anh không muốn làm việc vất vả như vậy. Em hiểu rồi. Nhưng mà đây không phải là tôn học kỳ của ngày xưa nữa. Anh không cảm thấy ý nghĩa của chúng ta không đồng nhất sao? Không đồng nhất thì sao chứ? Chúng ta có thể thử mà. Cứ coi như là em ích kỷ. Em phát hiện thì ra, em thật sự rất yêu sự nghiệp của em. Hay là em nên nói, thì ra em không yêu anh hết mình. Nói cách khác, người đó là chị Tuyết. Lại là Hảo Tuyết. Tại sao em nói tới đó lui cũng nói tới Hảo Tuyết vậy? Anh đã nói với em bao nhiêu lần, anh và Hảo Tuyết không thể nào hàn gắn. Anh đừng có tự gạt mình nữa. Bản thân anh cũng nói, thật ra anh đã khác trước. Em tin chắc, người thích hợp với anh nhất là chị Tuyết, chứ không phải em. Susan, em có suy nghĩ, chúng ta vất vả biết mấy mới có thể sống bên nhau. Em nên hiểu anh đối với em ra sao.
Tại sao ba lần bốn lần làm những chuyện khiến cho đôi bên không vui chứ? Cứ coi như là vấn đề của em. Vấn đề của em đi. Anh hãy cho em thử đi con đường của em. Kế hoạch sắp tới của sư phụ cần em qua Thượng Hải. Cứ coi đây là một cơ hội tốt để chúng ta xa cách một thời gian. Để em nghĩ thật kỹ, thật ra em cần điều gì, em thích hợp điều gì. Có được không? Ít ra em biết chia tay như vậy. Sau này chúng ta vẫn còn là bạn bè. Bạn bè. Philip. Được rồi, em thích làm gì thì làm. Anh mệt lắm. Anh không muốn suy nghĩ nữa. Chắc là chị muốn khuyên em ở lại phải không? Chị không biết chị có khả năng thuyết phục em hay không. Chúng ta đều là phụ nữ. Chị biết em đưa ra quyết định này chắc chắn không dễ dàng đâu. So với ngày ấy chị quyết định ly dị cũng không khó lắm đâu. Em không thể so sánh như vậy. Chị biết em vẫn còn rất yêu Philip. Chị không phải là vấn đề đâu. Vấn đề ở chỗ em và Philip không liên quan đến chị. Nếu như có thể, chị càng không muốn nhìn thấy hai người như vậy. Thật là đáng tiếc quá đi. Thật ra em cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng bây giờ em đã thông suốt rồi. Nhiều khoảng thời gian em sống bên cạnh Philip không hề uổng phí. Em sẽ nhớ mãi suốt đời vì chúng em từng rất vui vẻ. Tuy bây giờ chúng em chia tay, nhưng ít ra em biết được em từng có người đàn ông này. Và người đàn ông này cũng rất yêu em. Như vậy là rất vui. Mãn nguyện lắm rồi. Vậy thì chị biết chắc em có lý do của riêng em. Chị còn không biết nói gì nữa. Nhưng chị muốn em biết, chị luôn coi em là bạn bè. Nếu em có gì cần chị giúp đỡ, chị vui vẻ sẵn sàng. Có đó. Giúp em chăm sóc Philip, chị sẽ là người thích hợp hơn em. Thật đó, Philip vẫn còn tình cảm với chị. Tin em đi, nhận xét của em không sai đâu. Tất cả mọi người trong nhà cũng sẽ quan tâm Philip và chăm sóc cho anh mà. Em yên tâm đi. Chị còn nhớ nhà hàng này không? Nhớ chứ. Buồn cười quá ha. Đã từng có lúc chị kêu em trả Philip lại cho chị ngay tại đây. Bây giờ quanh quanh vẹo vẹo, hình như chúng ta đã đẩy qua nhường lại Philip. Thật ra anh cũng tội nghiệp lắm. Không biết có phải gì vậy mà anh bị bệnh tim hay không. Bây giờ anh đã không sao rồi. Đôi lúc em không hiểu rõ là ông trời treo chúng ta hay là muốn giúp chúng ta. Như vậy cũng tốt. Bây giờ chuyện này đã có kết cục. Sao cũng được. Chúng ta nhất định sẽ là những người bạn rất thân. Nhất định là vậy rồi. Chắc chắn em sẽ trân trọng tình bạn của chúng ta. Lát nữa khi mà cho bú sữa quan trọng. Dạ con nhớ nhớ rồi má. Nè dỗ dỗ em bé cho đến khi nó ở được ra rồi tiếp tục cho nó bú, phải không má? Ừ, được rồi, để má vô trong. À má, hay là lần này má để con thử đi. Không cần má sao? Má, má nghỉ ngơi đi, để tụi con cho nó bú. Tức à, hay để tụi nó học cách cho con bú đi. Thôi được. À đi. Đi, đi. Con ơi bú nè con ơi. Bảy kiểu này chắc cô còn dạy dài dài. Phải rồi, mai mốt còn phải dạy tụi nó cách tắm cho em bé nữa. Vậy không được đâu, hay là cô ở lại đây luôn đi. Đây cũng là cách tốt. Có lẽ người ngoài cuộc sáng, bắt đầu từ khi Philip vào viện mổ tôi nhận thấy và phát hiện cô vẫn còn rất quan tâm ổng và rất lo lắng cho ổng. Phải, tôi nhận. Nhưng mà không như những gì anh nghĩ đâu.
Tôi quan tâm ảnh bởi vì đây là sự quan tâm của người thân dành cho nhau. Tôi sẽ không nghĩ đến những chuyện khác đâu. Nếu như Philip nghĩ khác, vậy thì cô sẽ làm gì? Theo tôi thấy, tôi hy vọng cô đừng từ chối ổng. Sao anh lại nói vậy chứ? Từ đó đến giờ, tôi chứng kiến gia đình cô xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi cảm thấy bây giờ đã đến lúc hai người phải sống lại với nhau. Hôm nay là Tết Trung Thu. Anh không nhìn thấy một đại gia đình đoàn tụ, anh không yên tâm sao? Đây là một điều tốt mà. Thật ra bây giờ như vậy cũng tốt lắm rồi. Tốt hơn nữa không hay sao? Tôi nói không có lại anh. Ai vậy kìa? Để tôi mở cho. Ê, ông Tôn, mời vào đây. Philip hả? Phải rồi, tôi thăm cháu ngoại, sẵn tiện anh tới đây đón em về. Chào ba. Chào ba. Sao khuya quá vậy? Tới thăm con của con đó. Thằng bé hư lắm đó. Nó uống chưa đầy hai hớp sữa là ngủ rồi. Lát nữa con buồn ngủ thì nó lại thức. Còn nhỏ xíu bận hiếp con rồi. Con nít là như vậy đó. Chỉ khổ cho cậu Vĩnh Lạc còn phải có hai đứa. Anh cười hả? Được rồi, lát nữa em sẽ về nhà chị hai bỏ mặt anh. Nè em, đừng mà một mình anh lo làm sao xuể. Phải ha. Ngày mai khánh gia xuất giá. Tuyết à, cô mau về nhà đi. Vậy có chuyện gì á, gọi điện thoại cho má nha. Khuya cỡ nào cũng không sao. Em còn nhớ hôm trước ngày Khánh Hưng đám cưới, bảo số 3 em tới rước anh cùng về. Em nói phải có đủ cả nhà để ủng hộ Khánh Hưng. Hôm nay anh tới rước em cũng vì ý nghĩ này. Nhớ chứ. Cũng may mắn khánh gia đám cưới trời không có bão. Có lẽ ông trời nghĩ không gì có thể làm khó gia đình của chúng ta, nên trời càng đẹp hơn. Hy vọng sau này mọi người đều tốt đẹp. À phải, có tin của Susan không? Anh có nói chuyện điện thoại với cổ. Cổ nói ở Thượng Hải bận lắm, không kịp trở về để dự tiệc của khánh gia. Cổ đúng là một phụ nữ coi trọng sự nghiệp 100%. Cổ cần sự nghiệp nhiều hơn là gia đình. Trước đây anh cũng vậy, sự nghiệp là nhất. Nhưng bây giờ có lẽ vì vấn đề tuổi tác, điều anh đeo đuổi là một gia đình yên ổn. Mỗi người ở từng giai đoạn khác nhau sẽ đeo đuổi những việc khác nhau mà. Không biết bây giờ đeo đuổi có quá muộn không? Em cảm thấy đã đến độ tuổi của chúng ta, có rất nhiều điều không nhất thiết phải có cho bằng được. Em thấy được như vậy đã là tốt rồi. Luôn cả khánh gia cũng đám cưới rồi. Đừng có chịu thua nha. Hãy nhanh chóng học như là Khánh Hưng á, lẹ lẹ sinh đứa con đi. Một gia đình á, phải có em bé thì mới hoàn mỹ. Má, nếu như má không có ba đứa tụi con nghĩ sau khi má và ba ly dị rồi, chắc chắn mọi người sẽ có một cuộc sống riêng, không gặp mặt nhau nữa. Có lẽ là vậy đó. Nè, bây giờ má có tụi con nè, lại có cháu ngoại nữa. Con cảm thấy điều quan trọng nhất là ba má vẫn còn quan tâm cho nhau lắm. Má có nghĩ tới quay về với nhau không? Tại sao tới nay người nào cũng nói như vậy hết? Còn ai nói nữa? Không nói với con đâu. Đi ngủ sớm đi. Ngày mai làm cô dâu phải đẹp một chút. Con chào má. Chào con. Hey, ở đây làm gì vậy? Chị Liên đâu rồi? À phải, Hảo Tuyết nè. Rót cho má ly trà khó khó lắm không? Dạ, dĩ nhiên là không khó rồi. Nè, một ly trà nàng dâu đó. Nè, năm xưa khi con vào làm dâu nhà hộ tôn của má, con nói là người của thời đại mới không chịu rót trà cho bà má chồng này, cho nên con thiếu má một ly trà nàng dâu đó. Chừng nào trả đây? Lát nữa khi Bình Bình tới, con sẽ kêu nó rót cho má một ly trà cháu dâu. Trời ơi, như vậy đâu có giống ly đó. Để con qua bến coi cái nhà nó có cần giúp gì không. Con qua bến nha. Thank you.
hôn lên, hôn lên. À, hoan nghênh chị đến dự. Chúc mừng anh chị, chúc mừng anh chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc mừng anh chị. Cảm ơn. Nè, hôm nay nhất định tôi phải tới dự để học hỏi. Mày mốt tao phiền tôi cưới dâu chứ. Vậy chúng ta phải chúc mừng sư phụ trước đó. Nếu ông Đường cưới dâu, chắn còn long trọng hơn nữa. Phải. Tôi sẽ là người tới sớm nhất. Hứa đâu nha. Dĩ nhiên rồi. Dạ ngồi, dạ ngồi. Dạ ngồi, dạ ngồi. Nè, mấy cậu uống màu gì vậy? Nước gì vậy? Uống trà. Trời ơi, hôm nay vui vẻ quá, uống rượu chúc mừng đi chứ. Phải rồi. Ê, trời ơi, chị Quang, uống say rồi ngày mai đi làm đâu có được. Dạ phải. Không có sao đâu, chủ có chuyện vui, cho nghỉ ngơi 3 ngày, vậy được chưa? Trời, ông chủ à, không lẽ ông chưa về đâu uống say? Ông đừng có nói suông nha. Nè, tôi nói thiệt đó, hôm nay là ngày vui của con trai tôi, tất cả mọi người cùng chúc mừng. Được nghỉ phép 3 ngày, vậy có được chưa? Cứ chơi hết mình ha. Vậy uống rượu mới được. Uống rượu rồi, uống rượu đi. Uống rượu đi. Đừng có uống trà nha. Hey, Philip. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Sao tới trễ quá vậy? Anh được làm trai vợ ha. Dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị một phần quà lớn cho anh. Phần này là của tôi, còn đây là của Susan. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn, chú đáng nha. Nội à, nội đừng uống nhiều quá nha nội. Làm mất hứng quá à. Phải đó. Không phải đâu nội, tối nay còn dài lắm, chưa gì đâu uống say sẽ không được chơi nữa đó. Câu nói này của con nghe được đó, phải dưỡng sức, dưỡng sức. Nè, tụi con uống thêm vài ly đi. Nè, phải rồi Khánh Hân à. Dạng xương đó, vợ của nó mới có mang. Ê, phải rồi, hay quá ta. Có một đứa con gái. Được. Sao này ngồi xuống với con trai của anh? Rồi. Ê, trời tốt quá. Để coi sao đã. Nói không chừng sau này con trai của con có rất nhiều con gái. Vậy phải đó, thông thường cháu trai hay giống cậu luôn. Giống anh hả? Không dám. Phải quá, cậu hôn bình bình đi. Dĩ nhiên là cổ cầu hôn anh trước, anh đâu cần cậu. Trời ơi, trời ơi, con cao ghê. Con nhanh cũng dám nói được, nữa. Nội phải dẫn con qua bệnh để bình bình nó trị tội con. Phải rồi đó, đi. Qua đây. Qua đây gặp má vợ tương lai đi ha. Chúc mừng. Bà Thường à, sao chỉ có một mình bà vậy? Ông Thường đâu? À, đột ngột ông cần phải đi làm nên không tới được, xin lỗi nha. Không sao đâu, sau này chúng ta đã là xui gia rồi mà, phải không hả? Bà nói hả? À, trời ơi, chúng tôi không giới tới đâu bắt tôm. Trời ơi, làm gì mà khiêm tốn quá vậy? Bình bình à. Nè Khánh Hân à, nếu em còn nói bậy anh cắt đứt tình anh em à. Em giúp anh cậu hôn bình bình thôi mà. À, trừ phi là anh không muốn. Anh muốn, nhưng mà... Anh Tề, cậu hôn đi. Chuyện gì mà vui vẻ vậy? Má, con bé nhiều chuyện này lại gây sự nữa, má đuổi nó đi chỗ khác con không ấy. Không phải đâu má, con muốn vui càng vui thêm, kêu anh ba cậu hôn bình bình thôi mà. Phải rồi, lần này má bình Khánh Hân đó. Mẹ nổi thì được rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội dự tiệc của tụi nó mà. Mai mốt hẹn ghẹo đôi tân nhân này có được không? Hôm nay chơi đến đây thôi ha. Được, hay quá, má hay quá, hay quá. Có thật sự tốt không? Ừ? Rất hoan nghênh các vị đến dự hôn lễ của ông Phương Thành Kim và cô Tôn Khánh Gia. Mọi người chờ đợi đói bụng rồi phải không? Trước khi mọi người nhập tiệc, chú rể và cô dâu của chúng ta có vài lời muốn nói với các vị. Trước tiên tôi cần phải cảm ơn tất cả các bà con, bạn bè tới chúc mừng cho tôi. Hôm nay tôi đám cưới rồi phải không? Rượu lạc, thức ăn mỏng, tiếp đãi không chu đáo. Uống đem chạy chung nó đi. Còn tôi rất muốn nhân cơ hội tối nay để cảm ơn một số người. Người trước tiên mà tôi cần cảm ơn là người chồng tôi, người đứng bên cạnh tôi. Nếu như không có ảnh, tôi nên nói là nhờ có ảnh Tôn Khánh Gia này mới có thể tìm lại chính mình. Hoàng hôn. Tiếp theo người tôi muốn cảm ơn dĩ nhiên là người nhà của tôi rồi, trong đó bao gồm nội tôi,
em trai tôi, em gái tôi. Nhưng quan trọng nhất chính là má tôi. Tối nay tôi rất muốn nhân đây nói cho mọi người biết, tôi luôn cảm thấy hãnh diện vì có mọi người. Nhất là má đó má. Má thật sự rất giỏi. Tối nay cô có thể ở đây hạnh phúc như vậy. Thật lòng con rất muốn nhìn thấy má cũng giống như con vậy. Bởi vì hạnh phúc của má đang ngồi bên cạnh má. Má ơi, con thương má lắm. Bây giờ chúng ta hãy mời người thân của hai bên lên sân khấu mời rượu các quan khách. Nâng ly, nâng ly, nâng ly. Nâng ly. Chị hai à, không thấy ba má đâu hết. Sao hả, tụi nó đi đâu rồi? Không biết, không biết nữa. Tụi con có vào toilet mà không gặp ba má. Trời, mọi người không cần lo lắng. Có lẽ họ đi tìm vị trí tốt để coi bắn pháo hoa. Hả? Tại sao ba má không đi coi chung với mọi người? Hay, chuyện là như vậy. Dạo trước tôi phải trả lại hết những cổ phần danh tiệc thuộc về Philip cho cậu ấy. Nhưng lúc đầu cậu ấy không lấy, sau đó mới đồng ý. Nhưng mà cậu ấy có điều kiện là tổ chức bắn pháo hoa vào tối hôm nay. À, chắc chắn là ba dì má nên mới tổ chức bắn pháo hoa lần này đó. Nè mọi người không cần lo lắng, có người nhìn thấy ba má lên sân thượng rồi. Thật à? Tôi nói đúng chưa? Nè, chúng ta cũng đừng thua họ, coi bắn pháo hoa. Dạ. Đi. Đó. Anh đã hứa với em, cuối cùng đã thực hiện. Như có long trọng quá không anh? Không có đâu. Em không cảm thấy vui sao? Em rất vui. Nghe chuyện và phú quý này hình chúc chuyện hay. Hàn là lòng quay dịch gì ghê. Hoa sông thích tố xa hình chuyện sông ghê. La la la, ngồi ngủ gì ghê. Chỉ thể soạn sắp đầu đi dân lệ. Sẽ sẽ câu vài trình xuyên. Nhưng chỉ yên chí. Cho ngồi về tiên truyền. Chỉ ghê đâu ba ngồi. Sống mơ sơ ngồi. Sống mơ hóa thành ngoài nhận hông truyền. Sẽ chính thân trong trình xuyên. Cho yên lòng trôn truyền. Vì người trên đa truyền. Ta vẫn có ý cao. Ngoài ca giả vật vi tiêu. All you come on, set, set, go by, sing, 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 sing. So long, big, sing, 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 go by, noi, some more, some more. Some more, hold up, noi, and hold, she, punch, and more, set, sing, then, sing, 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 sing,